Hôm nay mình nấu hủ tiếu chay nha. Thì ở trong này có bắp nè, cà rốt, với lại cái bắp cải xanh này mọi người. Đó, đây sử dụng bông cải xanh và bông cải trắng. Bây giờ mình bỏ hết vô trong này để mình hầm á, cho nó mềm, nó chín cái phần cải nè. Ở trong này có cái nước luộc bắp á, nhiều lắm, cái nước luộc của bắp cho nó ngọt nước á. Chờ cho cái phần bắp cải này nó chín thì mình sẽ bỏ cái này là tàu hủ ki với lại nấm nấm mèo. Cái phần tàu hủ ki này em đã ngâm và tàu với lại gia vị với xì dầu muối với lại đường đó mọi người. Đó, mình tao cho nó thấm á. Bây giờ mình chờ cái son súp này nó chín xong mình bỏ vô là sẽ xong cái nồi súp hủ tiếu đó. Này nó mau chín lắm. Nấu chay thì thường thường mình nêm gia vị là thay vì nước mắm thì mình nêm xì dầu muối và đường, có bột ngọt nữa nha mọi người. Ai thích ăn bột ngọt thì bỏ vô và tiêu. Sau khi cái phần bắp cải chín á, bây giờ mình cho hết cái phần tàu hủ ki và nấm vô. Cái đầu súp chất lượng quá, toàn là rau củ không mọi người, đủ màu hết luôn nè, có màu đen, màu vàng, xanh, trắng, đủ màu. Rồi bây giờ mình nêm gia vị lại một lần nữa coi thử vừa ăn chưa ha. Cái đây cho nó sôi lại một lần nữa cho nó chín, cho nó nóng cái phần tàu hủ với lại nó chín cái nấm á, cái nước nó ra ngọt. Rồi bây giờ mình nêm lại một lần nữa ha. Bây giờ mình múc cái phần gồm có nè, tàu hủ ki nha, nấm, bông cải, và cà rốt, bắp. Cái này mới quan trọng này, đẹp. Và cà rốt nó chìm ở dưới rồi, cà rốt nó chìm đâu dưới hết mọi người, cà rốt nó chìm ở dưới tìm nó không ra. Đây, giờ mình cho vô đây ngon. Tiêu. Đó, ngon chưa? Nêm vô đây một xí xì dầu nữa. Đó, rồi xong rồi mọi người. Thì mình sẽ ăn với lại chanh. Bỏ vô đây một miếng chanh nữa. Đó, xong. Là tô hủ tiếu chay. Mời mọi người cùng ăn nha. Đây là tô phở, tô súp lên. Xin sau chào là mọi các người đi ha. Xin chào các bạn. Rồi đây 3 giờ mọi người mua cách ngồi ngồi đó. Nói cười cả ngày luôn. Rồi bây giờ em chăn vô. Chanh cho có vitamin cô C. Cô chưa quen biết ta sao không cười, ta sao không nghe. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Cô chú, tại biết tại sao con cười không? Vì con xin chào mà giống như con hát vậy đó. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Nghe nó nói xin chào chú. Ăn hai con, ăn hai con nè. Luca. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Phở chay, hủ tiếu chay. Xin chào cô chú, xin chào các bạn.
Chào bye bye. Mời mọi người nha. Hai con. Thì cho cô cho xe chơi cơm bè. Rồi xin ăn hủ tiếu chay. Có phải ăn hai con? Cô muốn ăn nè. Nâng 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 nâng. Ăn thật nhiều luôn. Này con phải ngủ rồi. It's vega soup với rau mít. Nè là sao? Dạ. Dạ. Thế là cửa. Thế là cửa. Some people don't eat the meat. Nó hả? Cái cục lại. Chúng ta stop ăn được rồi. Mới ăn nữa. Tất cả này nóng, nó ngọt hơn. Mẹ tại sao mẹ không chơi nước ở cổ chơi đó? Mẹ bỏ người ra cổ nhiều nên là nó rất nước. Mẹ nhìn cái kia, mẹ nhìn cái kia. Тихо, давай кушать, все, хватит баланса. Настя хочет что-то одно последнее сказать. Скажи. Как немножко называется Танос? Танос это имя, ну на любом языке будет одинаково. Танос. Да, Украина. На одинаковом языке? Да, так как Лукас. На любом языке будет Лукас. Он на английском тоже? Тоже, потому что это твое имя. Nó hủ tiếu á. Imi này переводится. Nó phải có bắp. Có bắp cái nước bắp nó ra rất là ngọt nước. Она сказала, такая страна, которая люди ничего не знают. Да? Это такая страна Америка, страна, только не по-настоящему. Они ничего не знают, они переводят имя, переводят. Ну да. Это такая Америка, только не по-настоящему. Сука, ăn được không? Cái đũa sắp ăn rồi. Cái đũa. Đũa cầm tay phải nha. Thì con thuận tay phải nó chọn ra trúng mặt mẹ. Để xuống. Hoặc là cầm nước đi. Papa, chế будем макать солью и соусом. Chế. Chế будем макать. Ну, овощи. Да, овощи. Мама nói nhiều rau củ. Просто я туда не могу смотреть, сколько времени. Ой, con nặng cái nửa giờ nữa rồi con. Chua lắm. Mình nặng rồi. Con nặng nữa. Con chấp xíu. Chấp xíu. Chua lắm. А вот из этого. Tofu, soya. Tofu. Anh mắc hỏi cái này là gì? Này từ tàu hũ á. Tàu hũ làm bằng tàu nặng á. Đường cái là hai cha con nó nấu gì ra cũng ăn được hết. Nấu chay ăn cũng được. Nấu mặn cũng xong. À, ăn cá khô cũng được. Nói chung em thích ăn món gì thì nấu ra hai cha con ăn. Con luộc cá đó thì nhiều lúc còn làm biếng thì chịu ăn thôi. Còn nó thì cái gì ăn cũng được. Почему мама не подвинула тарелку?
Hình như Việt Nam mùa này, hình như tháng này là tháng rằm tháng 7 sao? Mẹ không biết chính xác là ngày mấy nữa. Tự không có lịch, tình lịch âm đó. Это соль, Лукас. Да, не выгодно. Мам, то ты чем там не делала? И вот как мы тебе видим? Clip của em cũng tới đây, cảm ơn mọi người đã chọn nha. Bye bye. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt.